Ngày này em sẽ nấu nó cơm Học khó cá với thơm Mình quay quần mỗi bữa cơm Chào nhau bằng những cái thơm Mà cho đến sao Các bạn thân mến, quay trở lại cùng với các bạn ở trong buổi tối ngày hôm nay Hiện tại thì bây giờ chị đã đang có mặt ở trong phần livestream này rồi Không biết là các bạn đã có thể lên xem phần livestream ở trong buổi tối ngày hôm nay cùng với chị Hiên hay chưa À, đã khá là lâu rồi thì chị Hiên không có phát trực tiếp ở trên fanpage học văn chị Hiên Trung học cơ sở đúng không nào? Và ngày hôm nay rất vui khi mà có cơ hội quay trở lại cùng với các bạn Hôm vừa rồi thì chúng ta đã cùng với nhau làm một cái bài đánh giá năng lực môn ngữ văn chín rồi, phải không ạ? Và ngày hôm nay thì chị sẽ cùng với các bạn chữa cái đề mà chúng ta đã cùng làm nhá, được không nào? Ok, các em gửi lời chào tới chị nhá Ok, xin chào Gia Linh, xin chào em, xin chào Hân xin chào các bạn gửi lời chào tới chị ở trong buổi tối ngày hôm nay nhá vừa rồi thì chị có in một cái tờ đề rất là đẹp đẽ rồi nhưng mà chị lại để quên ở văn phòng thế nên là về nhà thì cái máy in ở nhà của chị nó lại có một số những cái vấn đề nên là các em nhìn nó hơi bị gọi là bị xước bực một chút xíu các em hết sức thông cảm cho chị nhá được không ạ à? đã in ra mọi thứ rồi mà lại không cầm về chỉ có thể là chị hiên thôi rồi các bạn ơi nào quay trở lại cùng với chị nào Chúng mình sẽ cùng nhau chữa đề ngày hôm nay nhá. Đề mà các bạn vừa mới làm xong ạ, à, kỳ thi đánh giá năng lực môn Ngữ văn 9 được không nào? Các bạn ơi, quay trở lại cùng với chị chưa ạ? À? Chúng mình sẽ bắt đầu luôn cùng với chị nhá. Ok không nào? Rồi, hello xin chào các bạn. Khá là lâu rồi không được cả các em đúng không? Xin chào các bạn nhé Các bạn thân mến, ở trong cái bố cục của phần này á thì chúng ta vẫn đang được chia ra làm hai phần. Phần 1 là phần đọc hiểu và phần 2 là phần làm văn, đúng không ạ? Phần đọc hiểu trị giá 3 điểm và phần làm văn trị giá 7 điểm. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu làm nhá. Hôm vừa rồi thì có những bạn nào mà tham gia rất là nhiệt tình vào cái buổi đánh buổi à, kỳ thi đánh giá năng lực này nhỏ Có những bạn nào ạ? Không giọng chị vẫn thế mà. À mọi hôm phát trực tiếp với các em là chị Quỳnh nhá. Còn ngày hôm nay là chị Hiên được không ạ ngày hôm nay là chị hiên không phải là chị quỳnh thế nên là nhiều bạn thấy giọng khác khác cũng là chuyện bình thường thôi ok không ạ rồi các em ơi quay trở lại cùng với chị được chưa nào các bạn ơi quay trở lại cùng với chị được chưa ạ ok chưa sẵn sàng chưa chúng mình cũng bắt đầu chữa đề nhá bạn nào mà cần đề này thì một lát nữa hoặc là cần đáp án thì một lát nữa các em có thể nhắn tin cho fanpage Học văn chị hiên trung học cơ sở để có thể nhận đề này nhá Nếu như mà hôm đấy chúng ta không kịp thời gian để tham gia Thì các em cũng có thể xem đề xem là đề có hay không, có vừa sức với mình không Nếu như là mình làm ấy thì chúng mình sẽ đạt được mấy điểm kiểu vậy nhá Rồi ok xin chào các bạn Rồi chị thấy các em rồi Hiện tại cũng đã có khoảng gần 50 bạn đang lên xem phần livestream cùng với chị hiên rồi À hôm nay hôm đó em bận học bài kiểm tra không làm được bài à Tiếc quá Thế thì một lát nữa em có thể nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để xin đề nhá Và đáp án nha em nhá Ok chiến thôi Được không nào Ok chiến thôi Các anh chị em ơi <laughs> Chúng mình sẽ cùng chiến thôi nào Ok xin chào Bùi Dương xin chào em Cảm ơn em đã gửi lời chào tới chị Ok xin chào Hoàng Mai Xin chào một bạn 2K4 của chị Hiên Nào quay trở lại cùng với chị nhá Bắt đầu sẵn sàng chiến thôi Chúng ta có phần 1 phần đọc hiểu. Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu. Rousseau và Hugo, hai anh văn hào Pháp đều ca tụng thú đi thú đi chơi bộ. Rousseau nói: Lúc nào muốn đi thì đi, muốn ngừng thì ngừng, muốn vận động nhiều hay ít tùy ý, cái gì thích thì nhận xét, cảnh nào đẹp thì ngừng lại. Hugo thì viết: Người ta được chủ động tự do, người ta vui vẻ, người ta đi, người ta ngừng người ta lại đi, không có gì bó buộc, không có gì ngăn cản. Cái thú tự học cũng giống như cái thú đi chơi bộ ấy. Tự học là một cuộc du lịch, du lịch bằng trí óc, một cuộc du lịch say mê gấp trăm gấp trăm lần du lịch bằng chân. Vì đó là du lịch trong không gian lẫn thời gian. Như sự hiểu biết của loài người là một thế giới mênh mông, kể làm sao hết được những vật hữu tình và vô hình mà ta sẽ thấy trong cuộc du lịch bằng sách vở được không nào? Đây là một cái trích đoạn trong trích trong tự học một nhu cầu thời đại của Nguyễn Hiến Lê. Ok chưa các em? Bây giờ chúng mình sẽ cùng xem các câu hỏi nhé. Chúng mình sẽ có 3 câu hỏi ở đây ạ. Chúng mình sẽ có 3 câu hỏi ở đây nhé. Câu hỏi đầu tiên trị giá 0,5 điểm này. Đây là một cái câu hỏi rất là dễ. Đó là xác định lời dẫn trực tiếp được sử dụng trong văn bản trên. Vậy thì khi mà nhắc tới lời dẫn trực tiếp ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là gì nhỉ? À, lời dẫn trực tiếp ở đây tức là gì? Tức là gì nào? Các bạn đây, các em có còn nhớ không ạ? Lời dẫn trực tiếp là gì ạ? Là chúng ta nhắc lại nguyên văn cái lời nói đó hay ý nghĩ của nhân vật và lời dẫn trực tiếp thì sẽ có một cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết, đó chính là nó được đặt trong dấu ngoặc kép. À, thế thì từ cái dấu hiệu này, chúng ta nhìn lên chúng ta sẽ soi chiếu và chúng ta sẽ thấy nhá. Các bạn ơi, chúng ta soi chiếu vào chúng ta sẽ thấy này À, đây rồi, đây là một lời dẫn trực tiếp Đúng không ạ? Và đây là một lời dẫn trực tiếp Dẫn lời của Russo và lời của Hugo Ok không ạ? Lúc nào muốn đi thì đi Muốn ngừng thì ngừng Muốn vận động nhiều hay ít tùy ý Cái gì thích thì nhận xét Cảnh nào đẹp thì ngừng lại hoặc Và cái số 2 là Người ta được tự chủ, tự do Người ta vui vẻ Người ta đi, người ta ngừng, người ta ở lại Người ta lại đi Không có gì bó buộc, không có gì ngăn cản Ok chưa ạ? Thì đây là hai cái lời dẫn trực tiếp Mà chúng ta phải ghi ra được ở trong câu số 01 này Để chúng ta được 0,5 điểm Các bạn ơi, rất là dễ đúng không ạ? Câu hỏi này là cho điểm các bạn đấy Rất là dễ đúng không? Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2 nhé Câu hỏi số 2 của chúng mình như sau ạ Nêu hiệu quả của phép tu từ so sánh được sử dụng trong câu văn cái thú tự học cũng giống như cái thú đi chơi bộ ấy, được không nào? Nêu hiệu quả, chúng ta thấy rằng là biện pháp tu từ so sánh ý, thì bao giờ cũng mang tới cái gì ạ? À? À, nhấn mạnh và khẳng định về một cái nội dung về một cái ý nghĩa nào đó để cho chúng ta dễ mường tượng hơn ra về cái vật mà được đem ra để so sánh, đúng không ạ? Thì cụ thể việc vật đem ra để so sánh ở đây là gì? là cái thú tự học đúng không ạ? Thế còn vật gì ạ? À, đấy là cái vật đem ra để so sánh. Thế còn vật so sánh là gì nhỉ? là cái thú đi chơi bộ ấy. Vậy thì hiệu quả của phép tu từ so sánh được sử dụng trong câu văn này đó là thứ nhất về mặt nội dung, được không ạ? cho thấy cho chúng ta thấy được cái lợi ích, cho chúng ta dễ dàng thấy được cái lợi ích và sự thú vị và sự thú vị của gì nhỉ? Sự tự học Được không nào? Của sự tự học Ok chưa ạ? Có nghĩa là tự học cũng giống như cái thú đi đi chơi bộ Không chỉ đem lại sự hưng phấn thú vị Làm tinh thần sảng khoái Mà còn giúp con người tăng cường vốn kiến thức Sự hiểu biết về thế giới xung quanh Ok chưa ạ? Rồi, và cái thứ hai Về mặt nghệ thuật Thì chúng ta thấy rằng về mặt hình thức ấy Thì chúng ta thấy rằng là Làm cho câu văn trở nên sinh động Và giàu hình ảnh hơn được không ạ? Sinh động và giàu hình ảnh hơn. Nếu như các bạn trả lời đúng cái ý trên về nội dung, các bạn được 0,75 điểm và đúng ý về hình thức, chúng ta được 0,25 điểm. Vậy là cái biện pháp tu từ so sánh này ấy, nó sẽ mang cái giá trị ảnh hưởng tới cả nội dung và về cả mặt hình thức của câu văn nữa. Ok chưa nào? Đó là câu số 2 nhá. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang câu hỏi số 3 về văn bản này như sau các em ạ. Đó là em có đồng tình với quan điểm tự học cũng là một cuộc du lịch du lịch bằng trí óc một cuộc du lịch say mê gấp trăm ngàn lần du lịch bằng chân vì nó là du lịch trong không gian lẫn thời gian không và vì sao được không ạ à? thì ở trong cái câu hỏi này các bạn có thể đưa ra hai cái luồng ý kiến đồng tình hoặc là không đồng tình với quan điểm thế nhưng mà điều quan trọng nhất là các bạn phải trình bày ra được một cái nguyên nhân thuyết phục ok chưa ạ à? ví dụ nhá chúng ta có thể trả lời là với cái câu này chị sẽ lựa chọn cái phương án là em đồng tình được không ạ chị sẽ chọn phương án là em đồng tình với ý kiến trên được không em đồng tình với ý kiến trên vì được không ạ khi tự học thì mỗi cá nhân được quyền lựa chọn nội dung học tập kiến thức học tập được mở rộng không bị đóng khung theo chương trình khối lớp đúng không ạ và tự học đem đến cái niềm vui về sự khám phá À, không tạo ra áp lực kiểm tra và đánh giá và khi tự học thì mỗi cá nhân được tự do phương pháp để học không bị gò bó vào những quy định và cách thức đúng không ạ và thêm một cái nữa đó chính là gì ạ à khi mà tự học ấy thì chúng ta có thể bước tới những cái miền đất chúng ta có thể bước tới những cái khoảng thời gian lịch sử mà gì ạ à tức là vừa đi đến được không gian mà vượt qua được cả cái giới hạn thời gian để tìm về những cái giá trị những cái vẻ đẹp ok chưa nào thì đấy là đây là chị lựa chọn cái cách là chị đồng ý Và chị giải thích là như vậy Còn đương nhiên là các bạn cũng có thể lựa chọn là không đồng ý Nhưng mà chị nghĩ đối với cái câu này thì nó đã gọi là uh, Rất là sáng rõ rồi Chúng ta phải chọn đồng ý thôi Đúng không nào rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 2 la mã phần làm văn nhá Nhưng mà cái phần trên này khi mà chị vừa chữa với các bạn thì các bạn có hiểu bài không ạ? Nào Cái phần trên cái câu đọc hiểu 3 điểm chị chữa cho các bạn Các bạn có hiểu bài không các em? Các bạn ơi cái phần trên mà chị vừa mới chia sẻ với các bạn thì các bạn có hiểu bài không ạ? Nào nói chị nghe nào Các em có hiểu bài không? Các em có hiểu bài không ạ? Quan trọng nhất là các bạn phải hiểu bài Được không nào? Các em có hiểu bài không nhỏ? Nói chị Hiên nghe nào Nếu không hiểu chị Hiên lại giảng lại Không có vấn đề gì cả Quan trọng là các bạn phải hiểu cơ Ok không các em? Được chưa? Chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo nhá rồi ok, chị đã bắt đầu thấy những cái phản hồi của các bạn rồi. Học với chị phải nhiệt tình lên chứ nhở Học với chị phải nhiệt tình lên chứ. Rồi ok. Đồng ý nhá, đồng ý đồng ý. Chúng mình. À, chị giảng lại câu 3 được không ạ? À? Ok, các bạn nhìn này. Cái câu số 3 ấy, cái nội dung ở đây ý muốn nói tới là gì ạ? À? Tự học nó giống như là một cái cuộc du lịch bằng trí óc, tức là chúng ta không đi bằng chân nhưng mà nó lại tạo ra cái niềm say mê hơn cả du lịch bằng chân vì nó là du lịch trong không gian và lẫn cả thời gian thế bây giờ chị nói với các bạn nhé à, một cái ví dụ đơn giản thôi các bạn làm sao có thể quay trở về được cái thời của vua quang trung nguyễn huệ đúng không chúng ta làm sao có thể quay trở về được những cái cảnh đẹp của gì ạ à trong cái thời điểm dựng nước và giữ nước của vua hùng đúng không thế nhưng mà chúng ta gì ạ à chúng ta tự học tức là chúng ta tự tìm tòi về những cái đó thì không những chúng ta được gì ạ đi du lịch bằng gì à trong cái không gian mà chúng ta còn được quay ngược trở về với thời gian nữa cơ. Thì chị sẽ là gì ạ? Chúng ta sẽ đồng ý với cái quan điểm này là vì khi tự học thì chúng ta được cái quyền lựa chọn cái nội dung học tập kiến thức được mở rộng và không bị đóng khung theo chương trình. Chính vì thế mà nó tạo ra cái sự thú vị và say mê hơn cho chúng ta, đúng không ạ? Bởi vì đó là những những cái gì mà chúng ta thích mà. Ok chưa ạ? Cái tiếp theo là tự học mang đến cái niềm vui của sự khám phá và không tạo ra những cái áp lực về kiểm tra về đánh giá vân vân và chúng ta thấy rằng cái quan trọng nhất là tự học giúp cho chúng ta không chỉ khám phá ra những cái mảnh đất đẹp tức là đọc cái tác phẩm đó chúng ta không chúng ta biết được là từ cái thời đó thì đất nước việt việt nam đã đẹp như thế nào rồi nhưng mà chúng ta còn được quay trở về với lịch sử tức là gì ạ à đó là du lịch trong không gian và lẫn cả thời gian có thể quay ngược lại những cái năm tháng chiến tranh gian khổ quay ngược lại từ thời vua hùng vương uh, xây dựng đất nước và giữ nước hiểu chị ông ạ thế thì rõ ràng là chúng ta đã vượt qua cả những cái giới hạn về không gian và thời gian Hiểu chị ông nào? Thế thì chính vì những cái lý do đó mà chị đồng tình với cái quan điểm trên Ok chưa các em? Các bạn ơi được không nào? Các bạn ơi được không? Còn nếu như mà các bạn không đồng tình thì các bạn cũng có thể đưa ra những cái lý giải riêng của các bạn Ok chưa ạ? Nhá Nếu như các bạn trả lời đúng câu này, thuyết phục câu này chúng ta sẽ được 0,5 điểm Ok, à, được 1,5 điểm Được không các em? Đồng ý chưa ạ? Chị đã giảng lại lần thứ hai rồi đấy các bạn đồng ý chưa? Nếu như các bạn đồng ý rồi thì chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang câu thứ hai nhá Đó là phần 2 la mã phần làm văn nhá Được không nào? Ok, dạ được ạ Câu số 1 của phần làm văn như sau Từ nội dung văn bản của phần đọc hiểu Em hãy viết một đoạn văn diễn dịch từ 10 đến 12 câu Trình bày suy nghĩ về những việc cần làm để nâng cao khả năng tự học của bản thân À các bạn ơi sẽ có hai cái vấn đề mà các bạn cần phải chú ý giúp cho chị như sau Thứ nhất, về mặt nội dung chúng ta sẽ có à cần phải làm sáng tỏ đó chính là suy nghĩ về những việc cần làm để nâng cao khả năng tự học của bản thân. Về mặt hình thức, chúng ta có đó là một đoạn văn và viết theo thể diễn dịch. Ok chưa ạ? Và đoạn văn này thì sẽ dài từ 10 cho tới 12 câu. Được không nào? Các bạn ơi, các bạn có hiểu diễn dịch là gì không ạ? Cái hình thức đoạn văn mà là diễn dịch thì là gì? Câu chủ đề sẽ phải ở đâu ạ? Ở ngay trên đầu tiên. Đúng không? Trên đầu này này là câu chủ đề Đó, đúng không ạ? À? Và tiếp theo cái phần triển khai ý ấy Sẽ là những cái phần tiếp theo Triển khai ý, triển khai ý một triển khai ý hai vân vân Ok không ạ? À? Các bạn đồng tình với chị không? Nhá, thì đó là về cái hình thức diễn dịch Từ 10 cho tới 12 câu ấy, thì chắc là chúng ta sẽ chỉ viết khoảng nửa mặt giấy thi thôi Được không ạ? À? Chúng ta sẽ chỉ cần nửa mặt giấy thi thôi ạ à. Ok chưa nào? Được không các em? Được không các bạn? Rồi, thế thì những cái việc cần làm để nâng cao khả năng tự học của bản thân Đây chính là cái gì ạ? À đây chính là cái câu chủ đề của chúng ta Ok không ạ? Đây chính là những cái câu chủ đề của chúng ta Sau đó thì chúng ta sẽ cụ thể hóa những cái ý tiếp theo Ví dụ như là lên kế hoạch học tập khoa học Xác định được mục tiêu rõ ràng, đúng không ạ? Để chủ động học và tự học nhằm chiến lĩnh kiến thức tạo động lực phấn đấu cho bản thân này Ý số 2 là gì nhỉ? À cái việc làm số 2 chúng ta cần đó là vận dụng linh hoạt nhiều phương pháp học Để phù hợp với năng lực và hoàn cảnh của bản thân Như là học trực tuyến, đọc sách báo, nghiên cứu tài liệu, xem phim tư liệu vân vân Và trong cái quá trình mà thực hiện những cái uh, việc làm đó Thì chúng ta cần phải giữ được một cái thái độ kiên trì nhẫn nại Đừng vội chán nản, lo lắng Bởi cái sự học không phải là ngày một ngày hai Mà đó là một cái quá trình rất là miệt mài, chăm chỉ mới có thể đạt kết quả tốt Và sau đó thì chúng ta có thể đưa ra một vài cái chứng minh được không ạ à? chúng ta sẽ đưa ra một vài cái chứng minh ok chưa nào nhá ví dụ như là cái sự kiên trì mà chúng ta cần chúng ta có thể lấy những cái dẫn chứng về thomas edison chẳng hạn đúng không ạ à? những cái nhà khoa học họ đã rất là bền bỉ trong cái quá trình nghiên cứu đã từng thất bại bao nhiêu lần nhưng mà cuối cùng thì cũng đã đến được với thành công nhờ cái sự kiên trì và cái khả năng tự học của mình đúng không ạ à? họ đã dần dần nâng cao cái khả năng tự học của mình ok chưa thì đấy là những cái ý mà chúng ta cần phải có ở trong cái câu này Đương nhiên là ở cái câu này thì chúng ta sẽ không có một cái ba em điểm chính xác đâu ạ à, Mà sẽ là những cái ý chính thôi Và các bạn viết được trọng tâm và tất cả mọi thứ nó logic là các bạn sẽ có điểm cao Ok không các em? Đồng ý với chị không ạ? À? Đồng ý với chị không nào? Nếu như mà có thời gian thì ở một cái buổi khác Chị Hiên sẽ hướng dẫn các bạn viết một cái đoạn văn nghị luận xã hội từ 10 đến 12 câu hoặc là đoạn văn 200 chữ nhé Ok chưa nào? Chị rất là hy vọng có một cái dịp gần nhất để được chia sẻ với các bạn về cái này còn trong cái khuôn khổ của buổi chữa ngày hôm nay thì chị chỉ có thể cụ thể hóa cho các bạn như vậy thôi. Ok không ạ? Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang cái câu 2. Đây là cái câu chiếm nhiều điểm nhất trong đề thi của chúng mình ạ. Với một cái đề bài đó chính là kể kể lại một kỷ niệm đáng nhớ của em với người thầy, người cô mà em yêu quý. Trong bài có kết hợp sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm. Đây là một cái yêu cầu kép nhá. Được không ạ? Yêu cầu thứ nhất là chúng ta phải kể lại một cái kỷ niệm đáng nhớ Yêu cầu số 2 là chúng ta phải kết hợp sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm ở trong này. Được không ạ? À? Nhớ đây là hai cái yêu cầu gộp chung trong một cái đề bài mà các bạn cần phải nắm được giúp cho chị. Được không ạ? À? Nhưng đã là kể thì hình thức của nó sẽ là gì? Là tự sự là chính, đúng không ạ? À? Nhưng mà chúng ta sẽ kết hợp thêm với cả gì ạ? À? Yếu tố miêu tả và biểu cảm vào trong này. Ok chưa nào? Thế thì chúng ta thấy rằng là À, cái về cái cách kể ấy, hay là cách xây dựng câu chuyện đấy thì chị không biết là ở đây à, các bạn chị không biết là ở đây thì các bạn đã làm cái bài đó như thế nào ạ các bạn viết những cái câu chuyện như thế nào về cái kỷ niệm nào là kỷ niệm đáng nhớ nhất ạ về kỷ niệm nào là kiểu kỷ niệm đáng nhớ nhất ạ bản thân chị thì có thể nghĩ rằng là những cái kỷ niệm mà các em sẽ thường viết bao gồm ví dụ như là em bị điểm kém này đúng không em bị điểm kém này hay là kỷ niệm gì ạ? Một cái kỷ niệm vui Ví dụ như là 20 tháng 11 này Đúng không ạ? Tạo ra một bất ngờ cho cô này Phải không ạ? Hay là một cái kỷ niệm gì đó trong lớp học, trong buổi học này Thì chị nghĩ là có rất là nhiều những cái kỷ niệm mà các bạn có thể lựa chọn Thì không biết là các bạn đã lựa chọn kỷ niệm gì thế? Các em đã lựa chọn kỷ niệm gì thế? Các bạn ơi Các em đã lựa chọn kỷ niệm gì thế? Nói chị nghe nè Nói chị nghe nè các em đã lựa chọn kỷ niệm gì thế kỷ niệm gì cùng với thầy cô ạ à? kỷ niệm gì ạ à? các bạn kể về kỷ niệm gì Các bạn kể về kỷ niệm gì ạ? À, nếu mà về dẫn chứng ấy Thì các bạn có thể lấy về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng được Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng Cho tinh thần tự học mà mỗi người chúng ta Cần phải học hỏi và noi theo Đúng không ạ? Bác đã ra đi bằng hai bàn tay trắng, làm rất nhiều nghề để kiếm sống, tự học nước ngoài để giao tiếp, không có tiền, nhưng bác có lòng ham học hỏi, ham hiểu biết, nên sự thành công của người là một điều dễ hiểu thôi. Đúng không nào? Hay là gì ạ? Đấy là một trong những cái dẫn chứng. Hay là gì ạ? Trạng nguyên lừng danh Mạc Đĩnh Chi chẳng hạn. Lúc thùa nhỏ nhờ biết chủ động tự học sáng tạo, học cách bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng mà sau đó đã đỗ trạng. Đi làm sứ dạng danh nước nhà À, được phong chức là lưỡng quốc trạng nguyên vang danh hai nước ghi vào lịch sử gì ạ à? ghi vào sử sách nhân loại về tấm gương tự học sáng ngời đúng không thì đấy là những cái dẫn chứng mà chúng ta có thể lấy về tự học nhé các bạn nhé ok không ạ à? được không các em ok không nào hoặc là các bạn cũng có thể lấy những cái gì à các bạn cũng có thể lấy những cái dẫn chứng nó gần gũi hơn ví dụ như là về các cái gì ạ à? các cái bạn tham gia chương trình siêu trí tuệ thì cái khả năng tự học của họ cũng rất là cao được không nào đó thì chị thấy là ở đây các bạn đưa ra rất là nhiều à, những cái câu chuyện về thầy cô giáo khác nhau nhưng nói chung là ở trong cái bài này thì các bạn cần phải đảm bảo cho chị những cái vấn đề sau thứ nhất là kể lại được cái hoàn cảnh tình huống diễn ra câu chuyện kỷ niệm đó liên quan đến thầy cô giáo nào thầy cô đó là người như thế nào tình cảm thái độ của em đối với thầy cô ra sao và sau đó là diễn biến của câu chuyện Câu chuyện khởi đầu rồi diễn biến như thế nào? Đâu là đỉnh điểm của câu chuyện? Tình cảm thái độ cách ứng xử của thầy cô và những người trong cuộc, những người chứng kiến sự việc ra sao? Và câu chuyện kết thúc như thế nào? Em có suy nghĩ gì sau câu chuyện? Ví dụ là như vậy. Ok không ạ? Thì đấy là những cái vấn đề mà các bạn cần phải làm sáng tỏ. Thì ở đây, chị có thể lấy ví dụ cho các bạn về một cái kỷ niệm đi. Được không nào? Chị có thể lấy cho các bạn một cái ví dụ về kỷ niệm nhé. Đó là kỷ niệm mà à, ví dụ như là em chép bài, em là một học sinh giỏi nhưng mà em lại đi chép bài của bạn và em cảm thấy rất là xấu hổ với cô. Được không ạ? À? Ví dụ là như vậy. Thì bây giờ bắt đầu cái câu chuyện thì chúng ta sẽ sẽ mở đầu như thế nào ạ? À chị nghĩ là chúng ta có thể làm rất theo rất là nhiều cách, nhưng mà bản thân chị thì nghĩ rằng là có thể là chúng ta uh, có thể là chúng ta sẽ mượn một cái cớ nào đấy để cho cái bài viết của chúng ta cái phần mở đầu ấy uh, cái phần mở đầu nó sẽ hay ho hơn thì chị sẽ lựa chọn một cái từ khóa để cho cái phần mở đầu này đó chính là chị lựa chọn cái hình ảnh đó chính là bài kiểm tra bị điểm kém được không bài kiểm tra bị điểm kém thì chị sẽ lấy cái cớ đó chính là được không ạ buổi chiều hôm đó mẹ trước khi đi làm đã giao cho tôi công việc ngày hôm nay, con phải ở nhà để sắp xếp lại bàn học bởi vì sắp bước vào năm học mới. Và trong lúc sửa soạn lại bàn học của mình, tôi tình cờ thấy trong ngăn kéo có một bài kiểm tra được điểm 9, nhưng ở đó, à dạ, một bài kiểm tra được điểm 9, nhưng sau đó lại bị chia đôi số điểm được không ạ? À? Nhưng sau đó lại bị chia đôi số điểm và chính bài kiểm tra này đã khiến cho tôi nhớ về câu chuyện mà tôi không thể nào quên với cô giáo chủ nhiệm năm lớp 8 của tôi. Ví dụ là như thế. Ok chưa nào? Hiểu chị không ạ? À? Rất là đơn giản, chúng ta lấy một cái câu chuyện, chúng ta bắt đầu khởi đầu cho cái câu chuyện này bằng cái hình thức là gì ạ? À? Bằng cái hình thức là tôi dựa vào một cái cớ. Đó là ngày hôm đó thì à, tôi dọn lại bàn học của mình và nhìn thấy cái kỷ vật này và chính cái điều đó đã khiến cho tôi nhớ về cái câu chuyện ngày hôm đó hiểu chị ông ạ thế sau đó bắt đầu nhá sang nhí đầu tiên được không nào sang nhí đầu tiên chúng ta có đó là kỷ niệm đó liên quan đến thầy cô giáo nào thầy cô giáo đó là người như thế nào để bắt đầu được không ạ thì chúng ta có thể viết tiếp là gì ạ ví dụ như cô thu hà là cô giáo dạy môn văn được không ạ hay là là cô giáo dạy môn toán cô thu hà là cô giáo dạy môn toán cũng chính là cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi vào năm lớp 8 trong mắt cô tôi gì à? à trong mắt trong đôi mắt của tôi cô là một người uh, rất là tốt bụng giống như là một người một người mẹ hiền hậu luôn chỉ cho những đứa con của mình những điều tốt đẹp cô giảng bài rất hay và có lẽ cũng chính bởi lý do đó mà khiến cho tôi ngày càng say mê môn toán hơn ví dụ như vậy được không ạ à? Tôi ngày càng say mê môn toán hơn. À, trước mỗi buổi học môn toán, tôi đều chuẩn bị bài rất kỹ càng. Bởi đối với tôi, điều hạnh phúc nhất có lẽ là nhìn thấy nụ cười ở trên đôi môi của cô mỗi lần tôi giải được những bài toán khó. Đấy, ví dụ là như thế. Ok chưa nào? Thế tức là mình đã giới thiệu được về cô rồi. Hoặc là em có thể thêm một vài chi tiết bằng là hình dáng của cô như, như thế nào này, tính cách của cô sâu sắc hơn ra sao. Ok chưa ạ? À? Nhá! tình cảm của mình đối với thầy cô là mình rất là quý trọng rất là yêu quý thầy cô xong bắt đầu kể vào diễn biến câu chuyện ok chơi nào hôm đó là buổi sáng thứ hai chúng tôi có bài kiểm tra môn toán à, điều rất là buồn phiền được không ạ à? tôi rất lo lắng là vì sao ạ à? À, tôi rất là lo lắng vì chủ nhật ngày hôm qua vì mải chơi điện tử thế nên tôi đã nghĩ rằng là những bài toán đó tôi sẽ giải quyết rất dễ dàng và đã không ôn lại bài được không ạ à? và đã không ôn lại bài. À, tôi đến lớp trong cái tâm thế vừa hồi hộp vừa lo lắng. Tôi sợ rằng ngày hôm nay sẽ rơi vào phần mà tôi chưa ôn lại, được không ạ? Và tôi sẽ tôi sẽ rơi vào cái phần mà tôi chưa ôn lại. Và quả thực là cái điều tôi linh cảm đã đúng. Cô bước vào lớp, bảo à, gì ạ? Nhắc nhở cả lớp là bỏ giấy ra để làm bài kiểm tra. Và khi phát đề, cầm tờ đề trên tay, tôi đã vô cùng run sợ. Khi nhìn những đề bài này rất quen thuộc nhưng tôi lại không định hình được rõ ràng về cách làm. Ví dụ là như thế, ok chưa ạ? May mắn gì ạ? Đối với tôi lúc bấy giờ, tôi cứ quay ngang, quay dọc và bắt đầu cảm thấy là đôi tay của mình toát mồ hôi. Tôi sợ rằng lần này nếu như tôi được điểm thấp thì tôi sẽ rất xấu hổ trước mặt các bạn và đặc và và tôi sẽ rất xấu hổ với cô vì cô đã kỳ vọng vào tôi rất nhiều. Người bạn ngồi bên cạnh tôi là Nam, cậu ấy là một người cũng học gì ạ, à? cũng học rất giỏi môn toán và thuộc vào top gì ạ? À? à top những cái bạn học giỏi môn toán chẳng hạn, được không nào? Có vẻ như hôm qua Nam đã ôn bài rất kỹ, hôm nay đến đến lớp, vừa bước vào lớp thì Nam đã hỏi tôi là cậu ôn bài chưa? Thế nhưng mà tôi vì quá chủ quan nên tôi chỉ nói với Nam rằng chắc là chỉ toàn những dạng cơ bản thôi. Đấy kiểu như vậy, hiểu chị không ạ? thế thì các em ơi lưu ý giúp chị một chút xíu nhá là cái phần ở trên ấy chúng ta khi mà miêu tả về cô giáo ấy là chúng ta đã sử dụng cái yếu tố gì rồi miêu tả rồi ok chưa ạ à? và chúng ta nói về cái tình cảm dành cho cô giáo là chúng ta đã sử dụng yếu tố gì biểu cảm rồi vậy là chúng ta đã đạt yêu cầu về cái đó rồi nhá các em nhá đó thế xong bắt đầu gì ạ à, chắc là chỉ ra những cái bài đơn giản thôi nhưng tôi không ngờ rằng là bài cô giáo ra ở hai bài cuối lại có những phần mà tôi đã lơ đễnh đúng không ạ không ôn tập lại sau đó, tôi dùng hết lòng can đảm của mình vì sợ xấu hổ với mọi người. Tôi đã quay sang nhìn bài của Nam. Với một người thông minh như tôi thì chỉ cần thoáng nhìn lại phần thoáng nhìn lại phần công thức là tôi có thể làm được. Và quả thực là nhờ vào việc nhìn bài của Nam, tôi đã hoàn thành rất tốt bài toán đó của mình. Được không nào? Tôi đã hoàn thành rất tốt bài toán đó của mình. Tôi không hiểu tại sao nhưng uh, sau khi mà gì ạ? À? à ví dụ như là 45 phút kết thúc bài kiểm tra một tiết đã hoàn thành, tôi mang bài của mình lên nộp. Không hiểu vì sao ngày hôm nay khi thấy tôi nộp bài, cô giáo lại uh, cô lại không cười với tôi như mọi khi mà lại rất nghiêm nghị và đôi mắt mang một chút ánh buồn. Không có lẽ cô biết chuyện rồi hay sao? Tôi rất băn khoăn tự hỏi về điều này nhưng lòng lại lấy hết cam đảm để nộp bài cho cô sau đó quay về chỗ ngồi. Được không ạ? À? Ví dụ là như thế cuối tuần chúng tôi gì ạ nhận được bài kết quả của bài kiểm tra và quả đúng như dự đoán tôi đã được 9 điểm không hiểu tại sao lần này nhận bài kiểm tra tôi lại cảm thấy ở trong lòng mình không vui vẻ một chút nào cả có lẽ là bởi vì những cái nỗi ân hận và dây dứt đã trào lên trong lòng tôi và khi mà cô giáo gọi điểm thì cô đã hỏi tôi Hải Nam em được bao nhiêu điểm Thì tôi đã trả lời cô rằng 9 điểm Nhưng sau đó tôi cúi mặt xuống Tôi thấy được ánh mắt buồn của cô khi nhìn về phía tôi thế nhưng chỉ vì lòng tự trọng của mình chỉ vì sợ xấu hổ với các bạn tôi đã làm một điều mà từ trước đến giờ tôi cho rằng đó là cái điều đáng trách nhất giờ ra chơi hôm đó tôi không ra tôi không ra đá cầu cùng với các bạn nam trong lớp tôi cứ ngồi mãi ở trong phòng và suy nghĩ về những việc mình đã làm và tôi quyết định kết thúc buổi học này tôi sẽ đến để gặp cô và đúng như tôi dự đoán khi tôi đến gặp cô ngồi trước mặt cô với một cái nỗi sợ hãi đang trào dâng ở trong lòng mình cô chỉ nhỏ nhẹ hỏi tôi hải nam em có muốn có nó muốn nói gì với cô không và tôi đã thú nhận với cô cô trái với cái suy nghĩ của tôi rằng cô sẽ quát nạt cô sẽ mắng mỏ tôi thì đáp lại cô chỉ xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói rằng không sao đâu em biết nhận lỗi như vậy là tốt rồi Vậy thì bài này em đồng ý, cô sẽ chia đôi điểm của em nhé, bởi vì bài số 2 và bài số 3 là em không tự làm được mà em đi chép của bạn. Tôi đã đồng ý về việc này, mặc dù là bị điểm kém, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Và từ hôm đó, cứ mỗi lần tôi gặp lại cô, cô lại nở một nụ cười rất tươi với tôi. Có lẽ hạnh phúc đối với mỗi người thầy giáo chính là việc nhìn thấy học sinh của mình trưởng thành, biết nhận ra những khuyết điểm và tôi hiểu rằng những bài kiểm tra sau tôi sẽ phải ôn bài cho thật kỹ để không xảy ra những trường hợp như thế nữa. Sau đó chúng ta có thể kết bài được không ạ? À? Đối với tôi, đó là một cái kỷ niệm rất đáng nhớ gắn với cô Thu Hà. Mặc dù năm nay chúng tôi không còn được uh, chúng tôi không còn được dẫn dắt bởi cô nữa. Thế nhưng những ngày 20 tháng 10, mùng uh, 8 tháng 3 hay 20 tháng 11, tôi vẫn luôn luôn nhớ đến cô và tới nhà cô chơi bởi vì trong lòng tôi vẫn luôn dành một cái gì ạ? vẫn luôn dành một cái tình cảm rất đẹp cho cô. Ví dụ là như thế. Ok không ạ? Sau đó thì chúng ta có thể kết bài được không ạ? À, tôi vẫn còn nhớ có một lần tôi đến nhà cô và tôi đã có tôi vẫn còn nhớ có một lần tôi đã viết tặng cô một chiếc thiệp vào dịp cuối năm và trong chiếc thiệp đó thì có những vần thơ như thế này có một nghề bụi phấn bám đầy tay đó là nghề người ta bảo là nghề trong sạch nhất có một nghề không trồng hoa trên đất nhưng lại để cho đời những đóa hoa thơm và cô thu hà cô đã để lại cho chúng tôi gì ạ à cô đã để lại cho chúng tôi rất nhiều cho bản thân tôi rất nhiều những ấn tượng sâu đậm như thế ok không các em các bạn ơi hiểu không ạ tức là đấy là chị mới chỉ là phát ra thôi nhá chứ không phải là chị chưa ngồi viết nhưng mà về cái bố cục của câu chuyện là chị viết như vậy Thì các em có cảm thấy ok không? Các bạn thấy có được không? Các em thấy có được không ạ? À? Các bạn thấy có được không ạ? À? Cái kỷ niệm như vậy có được không ạ? À? Tức là khi mà cái kể chuyện ấy Một trong những cái quan trọng nhất là gì các bạn biết không? Một trong những cái quan trọng nhất là Các em phải làm cho cái câu chuyện đó có kịch tính Có cao trào, có nhân vật rõ ràng Có cái logic trong kể chuyện Chứ không thể nào đưa ra những cái câu chuyện phi lý được Ok không ạ? À? Và chị nghĩ rằng là những cái gì nó gần gũi nhất sẽ là những cái chân thực nhất đối với chúng ta Và vừa rồi thì chị đã cụ thể hóa cho các bạn về một cái câu chuyện mà chị tin là Nếu như với cái cách viết của các em trau chuốt lại thì nó sẽ rất là hay Đúng không ạ? À? Nhá, được không nào? Đương nhiên là ở trong cái quá trình mà chị chỉ mới chợt nghĩ ra và phát ra cho các bạn như vậy Thì nó vẫn còn rất là nhiều những cái sơ sài Nhưng về cái phạm trù là về logic thì nó đã hợp lý rồi Từng cái chi tiết một có cao trào, có lời dẫn, có mở, có kết, có mọi thứ được không ạ? Nhá. Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng cái cách đầu cuối tương ứng ấy. Cái cách đầu cuối tương ứng ở đây là chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Trên đầu là hình ảnh của bài kiểm tra và kép chúng ta cũng dùng hình ảnh của bài kiểm tra, được không ạ? Vậy như là gì ạ? À cầm trên tay bài kiểm tra năm bài kiểm tra năm nào. Tôi chợt nhận, nhận thấy bây giờ mình đã trưởng thành hơn, trở thành một cậu bé chín chắn hơn và không bao giờ quên việc học bài cũ trước khi đến lớp. Đối với bản thân tôi, ấn tượng về cô Thu Hà sẽ là những tình cảm tốt đẹp và tình cảm của cô dành cho tôi sẽ là tình cảm mà tôi mang theo suốt cả cuộc đời này. Ví dụ là như thế. Ok không ạ? À? Nhá. <laughs> ok chưa nào? Nó chân thực là được ạ, à? quan trọng là nó chân thực ạ à? và nó hợp lý ạ, à? chứ không phải là những cái kỷ niệm cực kỳ phi lý. Ok không nào? Đây không phải là kể chuyện tưởng tượng các em nhé. Được không các em? À, có bốn cái câu thơ đó là Có một nghề bụi phấn phủi đầy tay Người ta bảo là nghề trong sạch nhất Có một nghề không trồng hoa trên đất Nhưng lại để cho đời những đóa hoa thơm Ok không các em? rồi các bạn thân mến thì đó là cái đề mà ngày hôm nay chị hiên chữa cùng với các bạn chị tin rằng ngày hôm nay khi mà các bạn tham gia chữa cái bài đánh giá năng lực cùng với tin chị hiên thì các em đã có thêm rất là nhiều những cái lời khuyên nữa để trong cái quá trình chúng ta làm đọc hiểu làm nghị luận xã hội hay là chúng ta làm về gì ạ làm về văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm thì các bạn cũng có thể xử lý cái đề đó cực kỳ là nhanh gọn Ok chưa ạ? Chị cảm ơn các bạn rất nhiều vì ngày hôm nay đã dành thời gian cho team học văn chị Hiên và chị cũng mong là những lần sau khi mà chị hay là chị Quỳnh phát trực tiếp thì các bạn cũng sẽ ủng hộ bằng cách là uh, tác bạn bè này, share cái phần phát trực tiếp này, chia sẻ cái phần phát trực tiếp này giúp chị này và thả tim để tim chị Hiên có thêm động lực giúp đỡ các bạn nhiều hơn nữa trong cái quá trình chúng mình cùng ôn tập với nhau các em nhá. Được không nào các bạn ơi? Ok không ạ? Còn bây giờ thì có lẽ là chị sẽ phải nói lời chào tạm biệt cùng với các bạn thôi. Hẹn gặp lại các bạn của chị ở trong buổi livestream tiếp theo. Và đừng quên là sẽ còn rất là nhiều những cái phần kiến thức bổ ích và thú vị nữa mà chị Hiên muốn chia sẻ cùng với các bạn đấy. Chị chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ, ấm áp bên gia đình và những người thân yêu. Ngày mai đi học, hãy có thật nhiều năng lượng cho bản thân, các em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!